lon gravet. Mình thấy cái tim nó sóc đam kinh quá, tim nó toàn đam không mà. Mình tính lấy sóc điện rồi á, mình suy nghĩ lại rồi, tim nó sóc đam kinh quá nên mình lấy cục này để tăng cái độ trâu, bạn lao vô đỡ chết. Đó, thì mình thấy cái là phân tích. Còn game đấy thì team bạn đánh hay team bạn thắng thôi, team mình dở thì mình thua. Chả đổ tại được ai đâu mà, dở hơn thì thua đi, bình thường. If you hit a wall, hit it hard. Ravena. Here I come to save the day. Or... First blood. You'll never know what hit her. An enemy has been slain. A little smash and grab. Who needs a beat down? Ăn rừng nó phải có quy luật như vậy. Tại con Vi level 3 ra ăn cua nó mới nhanh. Bạn level 2 bạn ăn cua chậm lắm. Đó, bây giờ mình sẽ cướp nó. Nó ăn như vậy là nó chỉ ăn 7 người đá đâu. 7 người đá mà bãi chim là bãi qua 2 bãi quan trọng nhất trong game này. Nhiều tiền, nhiều kinh nghiệm. 7 người đá là nhiều nhất này. Đó, nó cướp 7 người đá mình, nó cướp 7 người đá đó. Ôi chết luôn kìa. Thì ở đâu? Let's get to the fun part. Ăn rừng như thế này là các bạn thấy không? Các bạn thấy mình ăn rừng như thế nào không? Đấy. Rồi chết đi. À, các bạn thấy lấy cái điểm đấy lại không? Cái điểm đấy rất lại đúng không? Đánh nhau với Ravet bạn cầm sóc điện là bạn thua rồi đấy. Đúng không? Bạn cầm sóc điện là bạn thua, nhưng mà cầm cái điểm đó là bạn thắng. Thấy chưa? Lại không? I'm my own backup. Needs a beat down. They'll Đấy không? À, thấy không? Danh nó phải có thứ tự đàng hoàng. Danh nó phải có bài bản đàng hoàng, nó phải thích danh lúc nào là danh đâu. Thấy không? Rất là bài bản. Quá đẹp và tươi quá xanh rồi. Rồi lên top tiếp nè, đó, cứ có ulti lên top. Lên top mình có ulti. Top đợi, lên nữa nè. Có ulti lên top nè. Mắt dễ luôn. Anh ré đi lên. My hands do the talking. Sao không ulti nó? Lại tự ulti vậy? An ally has been slain. Boss gì kỳ vậy cha? Đó không? Boss lúc nào cũng vậy, ganh cho lúc nào cũng thua hết. Sao được biết đến hay? Shut down. You got him. Danh là phải có bài bản. Cay vậy, đấm không được. Mày thấy cái cam bài bản không? Điện top này hết mana mình đừng có tránh nó đâu, mình biết nó hết mana mà. Đâu hề tránh nó. Các bạn thấy không? Đi đánh hợp lý, giờ nuôi được Atrox rồi, nuôi thêm Lissandra nữa nó đỡ thọt hơn. Thì tôi không lên là Lissandra không biết nó nát tới cỡ nào. Tôi không lên là Lissandra nát bét luôn á. Vừa rờ vào thì gặp. Mình vừa rờ vào luôn thì gặp con quỷ đấy. Bực thật chứ. Thấy không? Vậy mà ông đánh mình. Vậy mà vẫn thua Lan đấy không? Nhanh vậy mà vẫn còn thua Lan đấy. Lan nào cũng thua. Còn mỗi tôi với ông Mít là săn. Mũi bà Ren ra kịp lúc vãi. Cuộc chiến nó phải cay gay gắt như vậy. Game này chơi đã quá các bạn ạ. Game này rừng đúng MVP luôn á. Game này đúng là rừng MVP. Không còn nói được gì luôn. Có thể từ nào mà diễn tả được rừng quá hay. Piltover's finest. An ally has been slain. Ôi, lại kêu tôi xào lìn, rõ ràng là như vậy, kêu tôi xào lìn nữa. Mấy ông không thấy rừng hay luôn à? Ba lan săn nhờ ai? Ba lan luôn nhưng mà là một lan thôi nha. Đừng hoạt động mát ghê. Đứng như này tí để ông ra đi ngang qua giết luôn. 125. Ông coi chừng tôi đấy, dí tôi một hồi tôi giết bây giờ đó. Tôi quỷ nó lên. Here I come to save the day. Or wreck it. I'm doing it. À, thằng sứ giả luôn. Lì. Quả rồi bò chết là thằng Brain nó ra đúng lúc, chịu thôi. Quá đẹp, Baron. Ron mọi người ơi, Ron. Ôi dừng em cái bi quá. Ngứa mắt. Let's get cracking. Ây da. Thôi nhảy qua. Ồ, anh làm qua cho kill được. Quả đấy. Quả đấy sao ông AD chết vậy? Tao không hiểu sao ông AD chết luôn đấy. Là free của Baron luôn. Hài thật. Hà bó tạ quá nha. Và đó không hiểu sao AD mình chết luôn á. Ba thằng nam bên này không biết sao AD chết được. Chơi game hài hước với cha. Chơi game như ai gánh. Một phút hàm hổ gì thì mình giết cái Brain đúng rồi. Thì bạn nó mất hết flash, ba thằng nó giết mình thì sao đó. Mình chết ok, không sao cả. Cái đó mình chết chả sao á, team mình loạn ở trên kia. Thằng chuột không bị bắt thì team nó clear mẹ rồi. Này do chuột nó bị bắt chứ ai. Không nổi mẹ gì. Quả đấy thằng chuột bị bắt thì bó tay thôi. Am chết thà đây nó win nè. Rồi được rồi. Sao team mình chết hết nữa rồi? Ủa? Ông chuột. Đó, thua luôn à? Quá chán đời. Quá chán đời các thanh niên. Không hiểu sao. Không mở ra nó giết con chuột luôn các bạn ạ. À. Chết nè. Team combat ngu ấy chứ. Rồi chết nữa. Khỏi khỏi. Này nó combat ngu ấy mà gì nè. Let's get to the fun part. Chết. Ngu quá này. À mình cover tận răng luôn. Bát quá tuyệt vời. If you hit a wall, hit it hard. They'll never know what hit them. Combat gánh bọn này mệt quá. Ông tóc ông gà quá. Mà cái lệch đó, tôi tưởng win rồi chứ. Ủa má, nó còn nhiều máu lắm, máu đâu có giết được ai chắc hả? Mày chết cùng với tao. I'm doing it. sao? Đánh có hay không? Mắc cho liền vậy. Ôi má ơi, vậy vẫn ăn được. Má ơi, may quá, may mà là ôi tôi không thấy gì hết, tôi quy đại ăn có ăn baron. Bố láo bớt đi cha. Ông bắt không được tôi mà ông cứ đòi ông rình bắt hoài à. Bắt được méo đâu mà bắt. Bắt không được mà bắt hoài. Mà ông thấy gắt không? Like xem mạnh lên, game này quá hay luôn. Một game đấu quá hay của chương trình được diễn ra. Game đấu không thể nào hay hơn được. Trời dễ gục đứng. Này một game đấu mà Châu TV làm hết. Dạ đây nó bắn đầu rồi. Needs a beat down. Và gắn tên quá sẵn sàng đến từ 7 chiến của Châu TV. Châu TV, ôi gắn tên. Trời ơi, trai hát, người ta gọi là trai hát. Like và xem mạnh nếu có thể cho mọi người và trả comment cho tôi nha. Nguyên trận, trời ơi, trận này mình gắn từ đầu đến đít luôn. Trời, ông Mít là cũng tôi nuôi không chứ ai. S cộng vì có một mình tôi S cộng. Nó là S cộng thấy không? Bắt mắt gắn luôn. Trời ơi, cho mạng Mít là vừa vô đầu game là mình cho Mít hơi bị nhiều mạng, 2-3 mạng liên tục luôn.